Thưa quý vị, vượt qua nhiều khó khăn về thiên tai, dịch hại, đến thời điểm này, khi những hạt lúa cuối cùng được thu hoạch xong, nông dân cả nước đã chắc chắn có một năm bội thu, được cả mùa lẫn giá. Cụ thể, sản lượng lúa cả nước năm nay đạt hơn 45 triệu tấn, tăng 1,3 triệu tấn so với năm ngoái. Trong đó, năng suất lúa mùa đạt kỷ lục 50 tạ trên 1 hecta, cao hơn năm ngoái 3,5 tạ trên 1 hecta. Đây là những thông tin vui được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố tại hội nghị sơ kết vụ hè thu, vụ mùa 2018 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2019 diễn ra sáng nay tại Nam Định. Chưa bao giờ có vụ mùa, nếu như mà vụ mùa thì chỉ có 2 tạ, 2 tạ rưỡi là cao, nhưng hôm nay trên 3 tạ, chắc chắn là 3 tạ. Vâng, đây là BC15, đây canh xem nào. Đây này, lúa BC15 của chúng tôi, đấy canh cứ xem. Phải nói là bông của nó rất mẩy và bông to dài và cái độ vàng của nó là vàng đặc biệt. Đấy. Bộ lá hiện nay vẫn còn rất tươi, rất đẹp cho nên bông nó mới được như thế này. Cho đến hôm nay thì toàn bộ các tỉnh đồng bằng sông Hồng và các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc đã cơ bản thu hoạch xong các trà lúa mùa. Năm nay theo Cục Trồng Trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, bà con nông dân các tỉnh miền Bắc đã có một cái vụ lúa hè thu, lúa mùa đạt năng suất cao nhất từ trước đến nay. Trung bình mỗi 1 hecta lúa mùa cho năng suất 50 tạ trên 1 hecta, cao hơn năm ngoái là 3,5 tạ trên 1 hecta. Theo Cục Trồng Trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm nay cả lúa hè thu và lúa mùa ở miền Bắc đều bội thu về năng suất. Cụ thể, lúa hè thu ở Bắc Trung Bộ đạt 49 tạ trên mỗi hecta, tăng 1,9 tạ 1 hecta so với vụ hè thu năm ngoái. Riêng với lúa mùa ở đồng bằng sông Hồng đạt năng suất kỷ lục tới 50 tạ 1 hecta, cao hơn 3,5 tạ 1 hecta so với vụ mùa năm ngoái. Trong đó, các giống lúa BC15, TBR225 cán mốc năng suất kỷ lục với hơn 70 tạ 1 hecta. Kết quả của vụ mùa năm nay ở Thái Bình thì có thể nói cái thứ nhất ấy, là cái xác định về cơ cấu giống. Cơ cấu giống ở Thái Bình thì chủ yếu là giống của Thái Bình Seed là chính. Nó có thể chiếm tới 60-70%, thậm chí có những địa phương tới 70-80% giống của Thái Bình Seed. Cho đến giờ phút này, bà con nông dân rất là phấn khởi và có thể đánh giá rằng là cái ngành hàng lúa gạo cả nước năm nay là thắng cả về sản lượng. Tức là sản lượng như vậy thì khu vực đồng bằng sông Cửu Long là gia tăng khoảng độ 1 triệu tấn. Các tỉnh phía Bắc như đã tổng kết cái vụ mùa này là nó tăng khoảng 350.000 tấn. Đáng mừng hơn là năm nay tỷ lệ giống lúa chất lượng cao được đưa vào sản xuất trong vụ hè thu, vụ mùa cao chưa từng có, chiếm tới 35%. Theo đó, nông dân miền Bắc năm nay đã có một vụ lúa hè thu, vụ mùa vừa được cả giá, với số tiền thu về cao hơn năm ngoái, gần 2.300 tỷ đồng. Thông tin trước đại diện 27 tỉnh thành phố phía Bắc tại hội nghị sơ kết vụ hè thu vụ mùa 2018 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2019 diễn ra vào sáng nay tại tỉnh Nam Định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết năm 2018, cả nước ta đã thắng lợi ở tất cả các trà lúa từ vụ đông xuân, hè thu cho đến vụ mùa, với sản lượng lúa đạt hơn 45 triệu tấn, cao hơn năm ngoái 1,3 triệu tấn. Đây là mức cao nhất trong vòng 4 năm qua. Đáng mừng hơn cả là xuất khẩu gạo năm nay cũng tăng mạnh, ước đạt hơn 6 triệu tấn, trong đó giá trị tăng hơn 35% so với năm ngoái do có sự góp mặt của nhiều loại gạo chất lượng cao bán được giá. Thắng lợi này đã góp phần giúp toàn ngành trồng trọt năm 2018 đạt mức tăng trưởng 3,2%. Đây là mức cao nhất trong vòng 6 năm qua. Người trồng lúa cả nước đã có một năm thắng lợi trọn vẹn, nhưng không vì thế mà sao nhãng những khó khăn của vụ đông xuân 2019 tới đây. Cả miền Bắc sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, trong đó lo ngại nhất là tình trạng hạn hán, thiếu nước trên diện rộng, đặc biệt là những tác động xấu về nền nhiệt cao, thời tiết ấm do hiện tượng Enso chuyển sang trạng thái El Nino. Trên thực tế này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu ngay từ hôm nay, toàn miền Bắc phải bắt tay ngay vào việc lập kế hoạch chu đáo cho sản xuất vụ đông xuân 2019. Năm nay kiên quyết sẽ chỉ tập trung vào trà lúa xuân muộn, xuống giống xung quanh tiết lập xuân mùng 4 tháng 2, tương ứng với 30 Tết, Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Khó khăn và cũng là thách thức lớn với sản xuất vụ đông xuân 2019, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chính là tác động xấu do hiện tượng Enso chuyển sang trạng thái El Nino, tạo nên nền nhiệt cao, thời tiết ấm, kéo theo mưa giảm, thiếu nước và khô hạn sẽ phức tạp và khó lường. Vấn đề là chúng ta phải tập trung gieo cấy là xung quanh Tết Nập Xuân và cố gắng là cấy kết thúc trong tháng 2 dương lịch. Thế thì năm nay là Tết, là tiết lập xuân là vào đúng ngày 30 Tết.
âm lịch. Cho nên chúng tôi đề nghị các địa phương là chúng ta phải chuẩn bị mọi điều kiện để có thể là chúng ta gieo mạ trước Tết âm lịch và ra Tết ngay đầu Tết chúng ta tập trung cấy, và cũng có thể một phương án các tùy theo các địa phương là chúng ta có thể là ăn Tết xong độ mùng 2 mùng 3 Tết là bắt đầu chúng ta tập trung gieo mạ, chúng ta cấy luôn. Đấy, chúng ta cấy luôn. Và chúng tôi lưu ý là đối với thời tiết năm nay có thể có những cái đợt rét đậm mà liên tục, cho nên là dứt khoát là mạ phải được che chắn, tức là chúng ta phủ lấy lông cho mạ để giữ ấm cho mạ và bảo vệ là mạ không bị chết rét. Đó là điều quan trọng nhất. Theo Cục Trồng trọt, vụ lúa đông xuân 2019, toàn miền Bắc sẽ gieo cấy hơn 1,1 triệu hecta, giảm gần 6.000 hecta so với vụ xuân năm ngoái. Để hạn chế thấp nhất do thời tiết ấm và nguồn nước khan hiếm, Tổng cục Thủy lợi và Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo các địa phương dồn sức tối đa cho trà xuân muộn với các giống lúa ngắn ngày năng suất cao, gạo ngon như TBR225, Thái Xuyên 111, trong đó tập trung xuống giống đại trà quanh tiết lập xuân mùng 4 tháng 2. Và chính như vậy thì phía Cục Trồng trọt cũng đã có những cái khuyến cáo cụ thể cho từng địa phương, căn cứ vào cái điều kiện cụ thể của về tưới tiêu, về đất, về cơ cấu giống phù hợp để xây dựng những cái phương án đối phó cụ thể với từng kịch bản một. Đối với các tỉnh khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ thì chúng tôi cũng đang phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Cục Trồng trọt cùng với các địa phương để xây dựng cái kế hoạch điều tiết các hồ chứa thủy điện để phục vụ cho các tỉnh Trung du, Đồng bằng Bắc Bộ một cách khoa học, hiệu quả và hợp lý nhất, để làm sao cái diện tích mà gieo cấy thuộc khu vực Trung du, Đồng bằng Bắc Bộ thì phải được đảm bảo. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, để giảm tối đa tác động bất lợi do El Nino, vụ đông xuân năm 2019, các địa phương phải chú ý bố trí lịch gieo cấy hợp lý, tránh quá sớm. Cây lúa sinh trưởng nhanh do ấm, đầu vụ sẽ trổ bông sớm, gặp rét nắng bân, có thể gây lép hàng loạt. Theo đó, lúa đông xuân ở Bắc Trung Bộ cố gắng điều chỉnh trổ bông từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5. Riêng tại khu vực đồng bằng sông Hồng thì lúa trổ từ ngày 5 đến ngày 20 tháng 5 là an toàn nhất. Khán giả chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 6145 của kênh truyền hình nông nghiệp nông thôn VTC16 hoặc tương tác với kênh YouTube của kênh VTC16 sẽ được chuyên gia nông nghiệp giải đáp trực tiếp trong khung giờ từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Nội dung tư vấn của chuyên gia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của VTC16. Để cho ra hoa. Sự thay đổi từ tư vấn trực tiếp trên sóng truyền hình từ 20 giờ đến 21 giờ trên kênh VTC16 sang tư vấn trực tiếp 6 tiếng trong buổi sáng và buổi chiều trên mạng Internet được các chuyên gia nông nghiệp đánh giá rất cao. Dịch bệnh xảy ra và họ cần một sự tương tác, tức là phải điều trị, phải giải quyết kịp thời, tức là điều trị kịp thời ngay thì mới đem lại hiệu quả. Và có những cái bệnh mà nếu chúng ta đưa ra phác đồ điều trị và khán giả họ thực hiện luôn thì như vậy thì ngày hôm sau là bắt đầu đã thấy có sự chuyển biến rồi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ cần lùi lại một ngày thôi thì có thể đem lại một cái hậu quả không hề mong muốn. Có những cái mô tả của bà con chưa rõ thì chúng tôi hỏi lại thì được cái là bà con cũng nói ngay, thì cái đó là làm cho cái chẩn đoán của chúng tôi nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Cái câu hỏi cụ thể như ở lĩnh vực trồng trọt thì nói luôn là cây ở giai đoạn nào, bao nhiêu năm tuổi, thậm chí là khán giả có thể gửi hình ảnh đến để cho chúng tôi nhìn và chúng tôi tư vấn cho thì sẽ tốt hơn. Trả lời trực tiếp, tư vấn kịp thời, chính xác, thời lượng cuộc gọi tăng lên. Mỗi khán giả có thể đặt một hoặc nhiều câu hỏi cùng một lúc. Chuyên gia sẽ tư vấn cho đến khi khán giả cảm thấy hài lòng. Ngoài gọi điện, khán giả có thể gửi hình ảnh, video để chuyên gia nhận biết dễ hơn và chính xác hơn. Đó là những mục tiêu, lợi ích của chương trình tư vấn nông nghiệp trực tuyến của kênh VTC16 mang đến cho quý vị khán giả. Một ngày, chúng tôi thống kê là có khoảng gần 800 câu hỏi cho đến 1.000 câu hỏi của bà con gửi về. Như vậy, tần suất hoạt động trong thời gian qua khi mà theo dõi thì thấy là cũng đáp ứng được phần nào. Tất nhiên là không thể hết được, nhưng cũng giải quyết được phần nào những cái nhu cầu của bà con. Từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, bà con có hai cách để trò chuyện trực tiếp với chuyên gia ở các lĩnh vực nông nghiệp. Cách 1, truy cập YouTube 3N VTC16, nhấn nút đăng ký kênh VTC16,
và đặt câu hỏi ở phần bình luận livestream tư vấn nông nghiệp trực tuyến. Cách 2, gọi tới tổng đài 1900 6145, bấm phím 1 gặp chuyên gia trồng trọt, bấm phím 2 gặp chuyên gia chăn nuôi, bấm phím 3 gặp chuyên gia thủy sản. Quý khán giả có thể xem lại phần tư vấn trực tiếp hoặc câu trả lời của chuyên gia cho các câu hỏi gửi về tổng đài 1900 6145 trong chương trình Hãy hỏi để biết phát sóng 20 giờ tối từ thứ Hai đến thứ Sáu và Hỏi đáp trong ngày phát sóng 11 giờ hàng ngày hoặc trên YouTube 3N VTC16.